Xin chào, lại là Trang đây. Và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu lợi ích của trà kim ngân hoa đối với sức khỏe. Mỗi ngày nên uống bao nhiêu? Nếu như các bạn quan tâm thì Trang có 4 phần chính xoay quanh để giúp ích cho chúng ta hiểu hơn về chủ đề ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang nhé. Phần đầu tiên, tìm hiểu về dược liệu kim ngân hoa. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về kim ngân hoa với Trang ha. Thì các bạn có thể xem hình ảnh cùng với Trang. Thì kim ngân hoa thường được biết đối với những tên gọi như là nhẫn đông hoặc là trong cái họ kim ngân, thì là một loài cây leo bằng thân quấn các bạn ha. Thì cây này có cành non được bao phủ bởi một lớp lông sao nhẵn màu đỏ và thường có vân nổi trên bề mặt. Lá của cây kim ngân thì mọc đói, lá có dạng mũi mát và hoa thì thường mọc ở cuối mỗi cặp lá thành sim hai hoa. Hoa của cây kim ngân á, kim ngân hoa thì ban đầu nó có màu trắng, sau đó nó sẽ chuyển sang màu vàng. Điều đặc biệt là trên cùng một cành nó thường xuất hiện cả hoa vàng và hoa trắng. Vì vậy, cây này được gọi là cây kim, có nghĩa là vàng, hoặc là ngân, có nghĩa là bạc. Quả của cây có hình dạng cầu và có màu đen. Kim ngân hoa thường được tìm thấy chủ yếu ở những vùng núi phía Bắc của Việt Nam như là Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Giang, Quảng Ninh, vân vân. Ngoài ra thì cây kim ngân hoa cũng được trồng nhiều để thu hoạch làm nguyên liệu làm thuốc, chủ yếu là hoa và dây của cây kim ngân hoa. Thì khi sử dụng cây kim ngân hoa với cái tính chất là cầm máu thì cần chú ý trong cái việc là chúng ta phải sao vàng xém cạnh các bạn ha. Thì hoa kim ngân chứa những thành phần sau: flavonoid bao gồm luteolin, luteolin 7, glucosid. Tinh dầu thì trong đó có regaineon, alpha pinene, alpha terpineon hoặc là eugenol. Thì trà kim ngân hoa là một loại trà được chế biến từ hoa của cây kim ngân, hay còn được gọi là nhẫn đông. Thì hoa kim ngân có màu vàng hoặc là màu trắng và thường được sử dụng để pha trà, tạo thành một cái đồ uống thơm ngon và mang đến nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. Nói vậy thôi các bạn ha, nhưng mà trà kim ngân nếu như bạn nào uống không được á, nó có vị đắng lắm. Thì để làm trà kim ngân thì bạn có thể sử dụng hoa tươi hoặc là hoa đã sấy khô. Thì thông thường chúng ta dùng hoa đã sấy khô. Thì trà kim ngân hoa thường có vị dịu nhẹ và dễ uống, và uống nóng hay lạnh đều được. Thông thường tốt nhất là chúng ta uống khi còn ấm thì nó sẽ tốt hơn, và bạn có thể uống trong ngày thời điểm nào cũng được các bạn nhé. Thì đó là đôi nét về kim ngân hoa để cho chúng ta cùng tìm hiểu. Và kim ngân hoa ngày nay cũng rất là dễ mua. Bạn ra những tiệm tạp hóa bán táo tàu, kỹ tử đâu đó, bạn mua là có các bạn ha. Phần thứ hai, những lợi ích của trà kim ngân hoa. Nước sắc kim ngân hoa có rất nhiều những tác dụng tích cực, bao gồm làm tăng đường huyết ở thỏ nè, tác dụng chống chón phản vệ, ức chế nhiều vi khuẩn như là bạch hầu, E. coli, lỵ, siga, tụ cầu khuẩn, trực khuẩn thương hèn, dịch hạch, liên cầu khuẩn tan máu, vân vân. Theo y học cổ truyền, kim ngân hoa có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giúp giảm nhiệt độ cơ thể và giải độc rất tốt.
thường được sử dụng trong điều trị các bệnh như là mụn nhọt, nhọt vú, nhọt ruột, đinh độc hay là dị ứng và mẩn ngứa. Và thông thường người ta biết đối với những cái tác dụng là trị những cái vấn đề về giải độc và dị ứng mẩn ngứa đó. Ngoài ra kim ngân hoa còn được dùng để điều trị ngoại cảm, phong nhiệt, viêm họng, viêm amidan, đau mắt đỏ, sốt nóng ở giai đoạn đầu và điều trị các bệnh lỵ hoặc là tiểu tiện ra máu. Liều sử dụng kim ngân hoa trong điều trị bệnh thường là 12 đến 20 gram trên một ngày nếu như bạn sử dụng dạng hoa. Lưu ý giúp Trang nha, liều dùng dạng hoa kim ngân á, thì chúng ta sẽ dùng từ 12 đến 20 gram trên một ngày. Bạn dùng từ 12 đến 16 gram trên một ngày đối với dạng dây kim ngân, dạng thuốc sắc hay là thuốc hãm đều được hết. Tuy nhiên, không nên sử dụng kim ngân hoa đối với những người có cơ địa hư hèn hoặc là một số trường hợp mụn nhọt có mủ đã vỡ ra, nó thành những cái vết loét thì chúng ta sẽ không dùng. Ngoài ra, dây kim ngân cũng có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Tuy nhiên, hiệu quả này sẽ không bằng hoa của cây kim ngân các bạn ha, và thường được sử dụng để lưu thông kinh lạc và trong cái điều trị các cơn đau nhức ở gân và cơ. Cho nên là chúng ta cần nhớ cái liều lượng giữa cái dây cũng như là cái hoa để khi mà các bạn sử dụng thì tốt hơn. Phần thứ 3, cách pha trà kim ngân hoa và cách sử dụng tốt nhất. Thì sau đây Trang sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách đơn giản nhất để pha trà kim ngân hoa. Trước tiên thì bạn chuẩn bị nước đun sôi, sau đó bạn để nguội khoảng 5 phút để cho nó còn ở nhiệt độ khoảng 90 độ là được rồi các bạn ha. Rồi bạn sử dụng 5g kim ngân hoa khô, không bị vụn hay là bị ẩm mốc. Bạn có một cái bình sứ hoặc là bình gốm để chúng ta chuẩn bị pha trà cho có vị ngon hơn. Cách pha trà như sau. Bạn sẽ đổ nước nóng vào ấm trà để tráng qua, rồi cho trà vào, rồi chúng ta sẽ đổ nước sôi vào và bạn để khoảng 1 phút nhằm giảm đi cái vị đắng của trà. Rồi bạn sẽ chắc ra, tiếp tục đổ nước sôi vào ấm với tỷ lệ 200ml nước đó tương đương với 5g hoa khô. Để trà ngấm trong khoảng 5 phút thì rót ra chén và thưởng thức. 5g hoa khô thì bạn sẽ hãm trong 200ml nước các bạn ha. Nếu như bạn muốn uống lạnh thì có thể cho thêm đá, hoặc là bạn để nước trà vào tủ lạnh rồi bạn thưởng thức các bạn ha. Tùy thuộc vào mọi người thôi, nhưng mà theo Trang khuyên á, thì nên uống khi còn ấm thì sẽ tốt hơn. Phần thứ tư, cần lưu ý những gì khi sử dụng trà kim ngân hoa. Thì sau đây có một vài những cái lưu ý muốn chia sẻ đến tất cả các bạn để sử dụng trà kim ngân hoa đạt được hiệu quả tốt hơn. Thì theo như các bác sĩ đông y, kim ngân hoa là dược liệu lành tính, không chứa độc tố. Tuy nhiên, chưa có tài liệu nào khẳng định rằng loài hoa này không có tác dụng phụ. Chính vì thế, trong quá trình sử dụng kim ngân hoa thì người dân cần lưu ý những vấn đề sau đây. Không nên lạm dụng sản phẩm, tuyệt đối không tự ý điều chỉnh cái liều lượng. Cái liều lượng thì đã đưa ra cái liều ở mức an toàn rồi đó, các bạn cứ tuân thủ sử dụng để tốt hơn. Phụ nữ đang mang thai, cho con bú và trẻ em thì cần tham khảo ý kiến của các bác sĩ hoặc lương y trước khi dùng. Người bị tỳ vị hư hàn, đổ mồ hôi nhiều, dị ứng với các loại thảo dược thì không nên sử dụng để tránh trường hợp dị ứng nặng hơn và ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe. Nên dùng kim ngân hoa trước phẫu thuật ít nhất là 2 tuần, có nghĩa là
Nếu như bạn có cái lịch phẫu thuật thì chúng ta sẽ ngưng 2 tuần trước khi mà phẫu thuật các bạn nhé. Hoặc là bạn đang sử dụng mà bạn đi phẫu thuật thì phải báo cho bác sĩ biết. Thì đó là những kiến thức mà Trang chia sẻ về kim ngân hoa để cho các bạn cùng tìm hiểu. Nếu như bạn yêu thích những kiến thức mà Trang chia sẻ thì đừng quên để lại một like cho Trang nha. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Xin chào và hẹn gặp lại!